Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Em Xuân Hùng hôm nay thì vừa về một chiếc xe khá đẹp đời 2012 các bác nhé. Cái dòng này được gọi là Chevrolet Lasatti chứ không phải là Daewoo nữa rồi. Sang đời 2012 thì nó lên là Chevrolet Daewoo rồi, Lasatti rồi các bác nhé. Đây là chiếc Lasatti 2012 số sàn tư nhân biển 34 màu đen các bác ơi. Thì chiếc xe này khá đẹp. Đấy, em quay cho bác xem một vòng này. Xe khá đẹp luôn nhá, la răng đúc 4 bánh lốp lắp đẹp này. Đấy, la răng đúc 4 bánh lốp lắp đẹp và chiếc này được gọi là chất lượng. Các bác nhá, được gọi là chất lượng luôn. Thì em có thể là cho các bác xem qua một vòng này. Về nội thất của nó thì được quá đẹp luôn. Các bác nhá, keo chỉ không mất một phần là. Lục lạc một chiếc xe Lasatti 2012. 2012 các bác nhá. Đấy. Rất đẹp luôn, nội thất ngoại thất ở trong và ngoài. Sạch sẽ lục lạc hết. Các bác mua về thì sẵn đi thôi. Đấy. Giá thì bên em đang chào bán cho các bác chiếc xe này với giá là 185 triệu đồng. 185 triệu đồng một chiếc Lasatti 2012. Xe này còn nguyên hết nhá các bác nhá. Đây, các bác nhìn, có thể nhìn cái vô lăng nó đẹp này. Nhìn cái vô lăng nó đẹp như thế này, các bác biết là xe nó chạy rất là ít luôn. Đấy các bác này, vô lăng cực đẹp luôn, 2012 số sàn. Kể cả từ cái củ số này các bác ơi, kể cả củ số thì nó rất đẹp. Đấy nhá, có nhá, rất là chất luôn. 2012 trần vẫn trần lì nguyên bản này, rất còn đẹp luôn. Nội thất thì con này nói chung từ đời 2012 đến bây giờ thì nó cũng đã kém rồi, thì đã bọc lại một bộ nội thất này. Bộ nội thất vừa mới làm lại, bộ nội thất rất đẹp, tất cả ngon lành hết nhá. Máy móc là sơn si gầm bệ là lốp láp này, đẹp luôn. Tư nhân biển Hải Dương các bác nhá. Đấy, một chiếc xe Lasatti 2012 thôi. Keo chỉ con này thì gần như là zin hết, không mất một phần nào luôn các bác nhá. Quá đẹp. Đấy ạ, quá đẹp luôn. Các bác có nhu cầu mua chiếc này hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0789323799 nhé. Em Xuân Hùng ô tô. Chiếc này thì vừa mới về anh các bác nhá, thì em cũng chưa dọn dẹp gì. Nước sơn thì nó vẫn còn chưa được bóng lắm, hôm nào em đi đánh bóng một lượt đi. Thì mất là 5-600 thôi. Đánh bóng một lượt là sẽ đẹp luôn ạ. Lasatti 2012. Cái dòng này chạy thì cực kỳ là chắc, chất lượng luôn nhá. Máy mới, máy to rồi và dòng chạy rất là lướt và đầm. Gầm bệ thì không có mục mọt vào cái gì. La răng đúc lốp lắp đẹp nhá. Sơn xi còn đẹp luôn. Xe nguyên vẹn, không có bị đâm đụng va chạm gì. Đặc biệt thì Lasatti khá là chắc chắn nhiêu nhá. Xe vừa mới về. Tất cả cái này da chứ còn đẹp này. Đấy ạ, da chứ còn đẹp nhá. Nội thất rộng rãi luôn. Rộng rãi đẹp luôn. Điều hòa thì cực mát. Chiếc này điều hòa nó cực mát luôn. Màu đen nhá các bác nhá, xe màu đen thì nó rất là khỏe, chạy chắc chắn luôn. 2012 tư nhân. Số sàn máy 1.6 máy xăng nhá các bác nhá. Chiếc này thì không có đâm đụng va chạm gì. Đặc biệt thì keo chỉ gần như là zin hết cả xe luôn. Cam kết cho bác là không có tranh chấp về pháp lý. Không có phạt nguội nhá. Đấy, các bác nhá. Khá ok. Mua xe bên em thì các bác yên tâm là về cái pháp lý và phạt nguội thì các bác em sẽ lo hết từ cái lúc mà các bác mua xe hất về đằng trước. Mà bị cái lúc nào thì bên em sẽ lo cho. Còn từ khi các bác lấy xe về mà đến lúc các bác đi mà nó bị làm sao thì các bác phải tự lo nhé các bác nhé. Đây là la răng đúc theo xe, lốp lắp còn dày nhá, lốp lắp còn dày. Đăng kiểm đến tháng 10/2021 này. Đây ạ, tháng 10/2021 thì khá là ok. Thì chiếc này bên em đang chào bán cho các bác là 185 triệu đồng. 185 triệu đồng một chiếc xe Lasatti 2012. Số sàn tư nhân nhá. Đấy, số sàn tư nhân. Xe rất đẹp luôn. Các bác ạ, xe rất đẹp, chiếc này thì không phải nghĩ rồi. Nó là dòng VIP rồi. Biển 34 màu đen xịn. Đấy, không bị đâm đụng va chạm gì, keo chỉ gần như còn zin hết. Bây giờ em sẽ lổ máy và cho các bác xem về phần máy chiếc xe này. Khoang máy chiếc Lasatti đây các bác nhá. Lasatti 2012. Thì chiếc này vừa mới về nhá, thì máy móc vẫn còn hơi bẩn một chút thì em sẽ quay luôn cho các bác và mai em sẽ đi dọn dẹp tất cả dòng xe này luôn. Dọn dẹp hết tất cả các bác nhá, cho nó ngon lành. Thì các bác có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0789323799. Đấy, xe thì vừa mới về, chưa dọn dẹp gì cả cho nên là nó cũng không được sạch sẽ các bác nhá. Thì các bác đang có nhu cầu cứ alo cho em. Một chiếc Lasatti 2012 số sàn tư nhân biển 34 các bác nhá, tư nhân biển 34. Đấy, những chiếc xe đẹp như thế này thì các bác sở hữu nó khá ok. Các bác qua đang có nhu cầu mua chiếc là và ưng chiếc này rồi thì alo trực tiếp cho em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các chương trình lần sau.